Phản ứng của diễn viên Ngọc Thảo khi được mời đi tiệc kín giá 25.000 USD. Được chào mời kèo kín qua đêm, diễn viên Ngọc Thảo sẽ được nhận khoản thù lao đầy ao ước 25.000 USD. Mới đây, diễn viên Ngọc Thảo đã có những chia sẻ về lời mời xô chậu thu hút sự chú ý. Theo đó, một người đã nhắn tin cho nữ diễn viên với đề nghị, khách chị muốn đặt em đi khách kèo kín qua đêm à em yêu, cắt xi 25.000 USD. Em xem làm được không em yêu. Khi nhận về tin nhắn này, người đẹp bày tỏ sự bất lực, gắn thẻ nữ diễn viên băng di và nói thêm, cùng chung cảnh ngộ. Tuy nhiên, chuyện chưa dừng lại ở đó. Người mời sâu Ngọc Thảo đã vào trang cá nhân của cô và để lại lời nhắn nữ diễn viên kiểm tra tin nhắn. Đến lúc này, Ngọc Thảo đã chụp màn hình tin nhắn gạ gẫm cô đi khách và đăng ngay ở dưới phần bình luận của người này như một cách đáp trả và công khai luôn. Danh tính người mời cô đi khách. Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Thảo vẫn chưa hề có động thái về việc sẽ đi đóng phim trong thời gian sắp tới. Thay vào đó, nữ diễn viên thường xuyên tham dự nhiều sự kiện, show thời trang đình đám cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. Về cuộc sống đời tư, hiện tại Ngọc Thảo vẫn đang độc thân và khá khép kín, hạn chế chia sẻ về những thông tin liên quan đến bản thân với giới truyền thông. Bên cạnh thời gian dành cho công việc, nữ diễn viên đặc biệt yêu thích đi du lịch. Những khoảnh khắc sống ảo của người đẹp đều nhanh chóng nhận về lượt tương tác khủng từ cư dân mạng.